Xin chào các bạn, tôi là Quang và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạng Studio. Như đã hứa thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách kết nối và sử dụng camera iMode trên chiếc điện thoại thông minh của các bạn. Các bạn hãy cùng xem chúng ta sẽ kết nối như nào nhé. Có tận 2 cách để sử dụng camera iMode trên chiếc điện thoại thông minh của các bạn cơ. Ok các bạn, thì như mình đã nói thì để sử dụng cái hệ thống của chúng ta thì các bạn sẽ cần ít nhất là 2 thiết bị. Đó chính là chiếc camera iMode hoạt động bình thường mà đã có cắm điện. Đấy, cái trạng thái nếu mà chưa thêm ấy, vừa bật lên chưa thêm ấy, thì nó sẽ có cái đèn màu xanh chớp nháy như này. Và thứ hai đó chính là chiếc smartphone. Tất nhiên rồi, để sử dụng camera iMode trên smartphone của các bạn ấy, thì các bạn nên cần phải cài ứng dụng là iMode Live. Thì ứng dụng này hỗ trợ cả hai hệ điều hành là Android và iOS. Tôi đang dùng Android cho nên tôi sẽ vào CH Play tìm ứng dụng tên là iMode Live. Tôi đã cài rồi cho nên là các bạn nhìn này, tôi sẽ không cài tiếp nữa. Chúng ta chỉ có mở ứng dụng thôi. Và để sử dụng ứng dụng các bạn sẽ cần một tài khoản. Các bạn có thể đăng ký mới hoặc là đăng nhập với Facebook. Tôi sẽ chọn đăng ký mới, chọn vùng Việt Nam. Tôi đăng ký bằng số điện thoại hoặc email tùy vào cái nhu cầu sử dụng. Nhưng với cái cảm quan của cá nhân tôi ấy, thì số điện thoại nó sẽ tiện hơn, là vì là các bạn sẽ nhận cái mã xác nhận về số điện thoại. Đấy, nếu mà các bạn đăng ký email thì các bạn bấm vào chữ đăng ký email và các bạn điền địa chỉ email thôi. Rất là dễ. Sau khi mà các bạn đăng ký email ấy, thì cái bước đầu tiên đó chính là các bạn đăng nhập cái tài khoản vào. Thì cái giao diện lúc mà vừa mới bắt đầu của ứng dụng iMode Live là trắng tinh, không có bất kỳ một cái camera nào. Đó, thì muốn thêm camera các bạn sẽ bấm vào nút dấu cộng màu cam góc trên bên phải, đây là bước thứ hai. Các bạn bấm vào. Thì ở bước thứ hai này chúng ta có hai cách để thêm là quét mã QR hoặc là thêm thủ công. Với thêm thủ công thì các bạn nhìn ở bên dưới của sản phẩm ạ, chúng ta sẽ có hai cái thông tin là serial number và safety code. Đó, thì các bạn sẽ nhập vào trong cái mục của sản phẩm. Thì chúng ta chọn cái loại thiết bị của chúng ta và chúng ta nhập serial number cùng với mã an toàn ạ, safety code. Đấy, tuy nhiên thì tôi đánh giá là cái bước này ấy, nó rất là chậm và mất công. Cái này chỉ sử dụng khi mà các bạn không có cái mã QR ở trên thiết bị thôi. Còn với các bạn là có thể quét QR trên thiết bị ấy, thì các bạn bấm vào nút dấu cộng và các bạn chọn là quét QR. Đấy, cái mã QR này ở góc dưới này. Đấy, các bạn quét một phát. Rồi. Rất là dễ và rất là nhanh đúng không ạ? Và chúng ta đã nhận diện được cái thiết bị rồi. Đấy, đấy là bước thứ hai là thêm thiết bị nhá. Sau đó chúng ta là bấm tiếp theo này. Đó, chúng ta làm theo hướng dẫn thôi. Đấy, tiếp theo nữa. Ở đây thì cái bước này, cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ kết nối trực tiếp bằng Wi-Fi đến cái camera. Chúng ta sẽ chọn kết nối và chúng ta chờ một chút để cho... Đấy, nó đã kết nối thành công rồi. Rất là nhanh đúng không anh em? Đấy. Và cái... bước tiếp theo ấy là bước thứ tư, thì là các bạn sẽ kết nối cái chiếc camera vào trong cái mạng Wi-Fi. Thì tôi đang dùng là cái file Wi-Fi là Zenith FPT Guest này. Mình bấm vào, nó có mật khẩu sẵn rồi. Đó, và chúng ta sẽ ngồi chờ để cái chiếc camera này có thể kết nối vào cái cloud, kết nối vào cái máy chủ của công ty iMode. Đó. Tùy vào cái đường truyền mạng của các bạn thì là cái việc thêm thiết bị này nó sẽ nhanh hay chậm. Tuy nhiên thì cái quá trình này sẽ thường mất chỉ khoảng vài chục giây thôi. Cái đường truyền này vâng, của tôi đã kết nối xong rồi ạ. Ở cái bước mà thêm thiết bị này ấy, thì chúng ta có thể đặt tên cho camera, ví dụ như là cửa trước này hay là gara hay là phòng ngủ hay là phòng khách các thứ. Đấy, các bạn đặt tùy theo nhu cầu nhé. Tôi thì tôi sẽ đặt là mạng studio. Rồi, mạng studio. Đó, ok. Và chúng ta bấm xong. Đấy. Bên cái phần giao diện lưu trữ thì các bạn có thể lưu trữ bằng đám mây nếu mà không muốn cắm thẻ microSD. Nếu mà cắm thẻ microSD ấy, thì camera iMode hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên tới 256GB, đủ để cho các bạn lưu trữ lên tới là 2 tháng. Và chỗ này thì tôi không lưu cloud cho nên tôi sẽ chọn là có lẽ sau. Như này là đã xong rồi ạ. Thì nếu mà các bạn muốn xem live thì các bạn bấm thẳng vào đây luôn. Đó, tôi đang chạy live luôn ạ, rất là nhanh và nét đúng không anh em? Đấy. Ở cái bước thứ 5 thì là các bạn sẽ đổi cái mật khẩu của thiết bị để tăng cái tính bảo mật. Thì các bạn bấm vào cái bánh răng ở góc trên bên phải của cái giao diện. Đó, sau đó chúng ta bấm vào cái chữ mạng studio đây. Đó. Thì ở đây có mật khẩu thiết bị đấy ạ. Thì
thì chúng ta bấm vào. Cái mật khẩu cũ đó chính là cái safety code, lúc nãy cái mã an toàn mà chúng ta tìm ở góc dưới của camera đấy ạ. Thì chúng ta gõ cái mã an toàn này vào và chúng ta nhập mật khẩu mới. Sau đấy chúng ta sẽ bấm vào cái nút tích ở góc trên bên phải ở đây, thế là xong và chúng ta đổi được. Đó, rất là dễ đúng không anh em? Và có một cái nữa là một cái chiếc camera sau khi thêm vào tài khoản ấy thì nó sẽ không thể thêm được vào tài khoản khác. Thì nếu những người khác muốn sử dụng, chúng ta những người khác trong gia đình muốn sử dụng thì các bạn sẽ phải chia sẻ thiết bị. Thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ thiết bị ở đây, các bạn bấm chữ thêm và các bạn gõ cái tài khoản IMEI của những cái người thân trong gia đình hay là bất kỳ ai chúng ta muốn chia sẻ, và chúng ta bấm tiếp tục để thêm cái tài khoản IMEI đó vào. Như thế là một chiếc camera sẽ sử dụng được rất nhiều người. Và cuối cùng ấy thì là nếu mà các bạn dùng cái chiếc camera này rồi mà các bạn muốn cho tặng hay các bạn muốn chuyển qua người khác dùng ấy, thì các bạn sẽ phải gỡ cái camera này ra khỏi cái tài khoản của các bạn ạ. Đấy, chỉ của chúng ta mới có thể gỡ cái camera này ra khỏi tài khoản thôi. Thì các bạn sẽ lại bấm về cái hình răng cưa, hình bánh răng ở góc trên bên phải đấy ạ. Và các bạn vuốt xuống cuối cùng, chúng ta chọn xóa bỏ ạ. Đây, chúng ta chọn xóa bỏ camera. Đấy, chúng ta chọn xóa thiết bị, thế là xong ạ, là nó sẽ xóa khỏi cái thiết bị của chúng ta. Vâng. Trong cái tình huống là cái wifi của chúng ta nó bị kém ấy, thì các bạn có thể đổi sang wifi khác bằng cách là chọn vào cấu hình mạng, và chúng ta sẽ chọn ở trong cái danh sách mà chiếc camera của chúng ta search ấy, xem là cái wifi nào ngon nhất thì chúng ta dùng thôi. Đấy, cực kỳ tiện, đơn giản như là chúng ta đang sử dụng wifi cho điện thoại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Kết nối và sử dụng camera IMO trên điện thoại của các bạn thật là dễ phải không nào? Nếu vẫn còn vướng ấy, thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để mạng studio có thể hỗ trợ cho các bạn nhé. Các bạn nghĩ sao về video này? Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho mạng studio ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.